Mình đi tham quan du lịch ở cây rừng lá đỏ. Uống cà phê không bác? À, buồn ngủ quá thôi. Đi cà phê uống mới được. Ngủ quá. Cà phê uống. Phát. Nước băng lên. Buồn. Đồ ăn. Làm tại Hàn Quốc mà đi chơi với người xuất Philippines, Campuchia nè anh nhon.